Tỷ giá USD tăng mạnh sáng ngày 29 tháng 8 vượt mốc 24.300 đồng. Nay mình sẽ nói với anh em về cái câu chuyện tỷ giá. Cập nhật đến trưa ngày 29 tháng 8, giá mua vào USD tại các ngân hàng đã đồng loạt vượt mốc 24.000 đồng, trong khi giá bán ra cũng vượt xa mốc 24.300 đồng. Cụ thể lúc 11 giờ Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.010 đồng và 24.350 đồng. Vietinbank cũng nâng lên từ 24.005 đồng lên 24.305 đồng. Techcombank áp dụng 24.010 đồng lên 24.355 đồng. Như vậy, trong chưa đầy 2 phiên đầu tuần, tỷ giá tại các ngân hàng đã tăng hơn 200 đồng, đưa giá USD trở lại ở mức tương đương với hồi đầu tháng 12 năm 2022. Trước đó, tháng 11 năm 2022, tỷ giá trong nước lập đỉnh lịch sử quanh mốc khoảng tầm 24.890 đồng trên một USD. So với hồi đầu năm, tỷ giá hiện cao hơn khoảng 2,6% so với đỉnh lịch sử. Tỷ giá hiện còn khoảng cách 550 đồng, là tương đương 2,3% nữa. Đấy, cách cái đỉnh lịch sử. Thì sáng ngày hôm qua 29 tháng 8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.963 đồng trên USD với biên độ cộng trừ 5% tỷ giá sàn với tỷ giá trần. Áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.765 đồng và 25.161 đồng. Nghĩa là biên thấp ở cộng trừ 5% ấy các bạn. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.400 đến 25.111 đồng. Nó giống như kiểu là mở phiên và đóng phiên đấy. Gọi là sàn và trần, giống như chứng khoán ấy. Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mở cửa 29 tháng 8 tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tại Vietcombank USD đã lên mức 23.930 đồng lên 24.270 đồng, mua vào và bán ra. Nói là mua vào thì 23.930, bán ra 24.270, tăng 10 đồng so với cuối ngày hôm qua và tăng 120 đồng so với sáng hôm qua, sáng 28 và chiều 28. Tương tự tại BIDV, sau khi vượt mốc 24.200 đồng ngày 28 tháng 8, giá USD tại đây cũng tiếp tục đi lên và hiện ở mức 23.965 đồng mua vào và 24.265 đồng ở bán ra. Vietinbank cũng tăng lên mức tương đương với 23.963 đồng và 24.265 đồng. Tỷ giá các ngân hàng khác cũng vậy thôi. Theo các chuyên gia, áp lực tỷ giá có xu hướng tăng thời gian gần đây do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam đồng và USD tiếp tục nới rộng, do lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát, trong khi Ngân hàng Nhà nước định hướng tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, theo chứng khoán VN-Direct, tỷ giá Việt Nam đồng năm nay sẽ được hỗ trợ tốt hơn so với nửa cuối năm 2022 bởi thặng dư thương mại duy trì ở mức cao, Fed và kiều hối ổn định, các thỏa thuận bán cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 để làm tăng nguồn vốn ngoại tệ. Thế thì đấy là những cái giá trị thôi. Nhưng mà mình hiểu thế nào, có nhiều người không hiểu là khi tỷ giá tăng thì chứng khoán lại giảm. Đấy, và giảm, và rồi lại khi tỷ giá tăng lại làm ra rất nhiều những cái hệ lụy. Ví dụ như FDI không đổ vào Việt Nam nữa. Mà chúng ta đều biết là FDI đang là một cái nguồn vốn chính cho cái sự phát triển nội lực ở Việt Nam chúng ta. Đúng không các bạn? Hay là nói cách khác là rất nghiện FDI. Rất nghiện FDI. Đơn cử chúng ta phải nói đến V-Ship tạo ra hơn 300.000 việc làm, Samsung, LG. Đấy, mấy đơn vị đấy là lớn, đúng, các bạn đã biết rõ ràng rồi đúng không? Thế nhưng vì sao mà khi mà tỷ giá tăng thì người ta lại không đầu tư ở Việt Nam nữa? Thì mình lấy một cái ví dụ đơn giản thế này để cho các bạn hiểu. Giả sử các bạn bán sản phẩm sang các bạn, cái Samsung họ, ví dụ một cái tập đoàn A, họ vào Việt Nam họ đầu tư sản xuất điện thoại, một cái điện thoại bình thường chẳng hạn. Đáng lý cái ngày mà tỷ giá nó không tăng cao, nghĩa là 1 đồng đô la không đổ,
chỉ đổi được tầm 22.000 rồi chẳng hạn. Mình nói ví dụ thôi nhá, 23.000 chẳng hạn. Thì bây giờ một đồng đô la đổi được 24.000. Thì cái điện thoại lúc đầu các bạn bán là các bạn thu về là 500 đô. Đúng không? Nhưng bây giờ các bạn mang cái điện thoại đấy ra các bạn bán cho nước ngoài. Nước ngoài người ta chỉ cần 450 đô là người ta thu được, người ta mua được cái điện thoại đấy rồi. Vậy thì cái sản vô hình chung là cái sản phẩm của các bạn bị giảm giá nó mất 50 đô. Các bạn hiểu không? 50 đô. Thì những doanh nghiệp nước ngoài người ta đầu tư chi phí thì vẫn thế, thậm chí còn bị tăng cơ. Khi người ta phải làm sao? Người ta phải nhập cái nguyên liệu hay những cái phụ kiện ở các quốc gia khác. Và ví dụ nhập ở Mỹ chẳng hạn, mang về Việt Nam để lắp ráp. Xong sản phẩm Việt Nam lại bị giảm giá, đầu vào thì tăng cao, đầu ra thì bị giảm giá. Dẫn đến là các đội FDI họ không đổ tiền vào đây để đầu tư nữa. Gọi là giảm sút về việc đăng ký vốn FDI, các bạn có thể xem cái này để biết ngay chỉ số đấy. Thì người ta mới nói đến cái chuyện thị trường chứng khoán, mới nói đến cái câu chuyện là khi tỷ giá tăng thì là chứng khoán sẽ bị giảm. Hay là Tây nó bán dòng, nó cũng là một phần. Bởi vì là Việt Nam chúng ta thứ nhất là phụ thuộc vào các nền kinh tế mở cửa rất lớn. Phụ thuộc vào Mỹ, vào châu Âu, EU, phụ thuộc vào rất nhiều quốc gia khác, châu lục khác trên thế giới. Mà phụ thuộc vào đây cả hai cửa, cửa đầu vào và cửa đầu ra. Ví dụ ngành dệt may, các bạn có thể nghiên cứu bên Bangladesh, họ phát triển rất là tốt, thừa có đơn hàng xuất khẩu. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố khác, không phải tỷ giá. Nhưng tỷ giá nó nói đến cái đơn giá. Bởi vì cái đồng tiền của chúng ta lại quá mất giá trị so với cái đồng đô la. Đồng đô la thì nó có tăng giá để nó kiềm chế lạm phát. Nhưng Việt Nam chúng ta lại hạ lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế. Đúng không? Hạ lãi suất để cho cái dòng tiền rẻ nó bơm ra. Nó tăng cao quá thì cũng dở. Thì mỗi cái nó đều có một cái gọi là hai con đường riêng biệt đấy, khoảng cách nó càng lớn. Thế nếu mà để cái tỷ giá nó giảm thì đơn giản lắm, có hai cách. Cách đầu tiên là một thằng là đô la là thằng ấy giảm xuống, hai là Việt Nam đồng nâng lên. Thế theo tương đương với hai giá trị, một là Fed ngừng tăng lãi suất thậm chí quay đầu thì tỷ giá sẽ được giảm mạnh. Hai là Việt Nam chúng ta quay đầu, quay xe tăng lãi suất trở lại. Thì có nhiều người nói câu chuyện là khi lãi suất giảm thì phải cẩn thận. Đó cũng có thể là một thuyết âm mưu, cũng có thể là lý giải bằng việc là nước ngoài thì nó đang tăng lãi suất mà mình lại giảm, mà mình phụ thuộc vào nó mà mình giảm như thế thì nó vô lý. Nó cũng có cái đúng đấy chứ không phải không các bạn. Nó có cái đúng, mình không nói là không có cái đúng. Nhưng vấn đề nó không phải tất cả. Bởi vì chúng ta nhìn về cái việc đồng đô la khi tăng nhiều quá, nhanh quá, Fed tăng nhanh quá thì đấy cũng là một cái hệ lụy của họ, họ phải chấp nhận. Thì họ cũng chỉ gồng đến mức nào thôi. Thì chúng ta cũng phải gồng. Hiện nay hai bên đều gồng. Bọn Mỹ nó cũng phải gồng. Và tất cả các quốc gia liên quan đến nó cũng phải gồng. Đúng không? Cũng phải gồng bình thường. Vậy thì xem là ai gồng khỏe hơn ai. Và cái giá trị đem lại là gì? Ví dụ Fed thì tăng lãi suất để nhằm mục đích là để giảm lạm phát. Việt Nam thì giảm lãi suất để nhằm mục đích là tăng nền kinh tế, phục hồi nền kinh tế. Thế hai càng đều có một cái mục đích khác nhau, nhưng mà hai ông lại đều cùng một cái là gọi là đối tác của nhau. Việt Nam cũng chỉ là một trong rất nhiều quốc gia đối tác của Mỹ, và Mỹ cũng chỉ là một trong rất nhiều quốc gia đối tác của Việt Nam. Thì mỗi một người sẽ có những chiến lược, có những kế hoạch khác nhau. Tuy nhiên nó không quan trọng bằng việc hành động của chúng ta để làm sao thích nghi vào cái điều đó. Chúng ta phải dự trữ sẵn tiền, dự trữ chiến lược, dự trữ kế hoạch, dự trữ tiền, dự trữ những cái công việc, vân vân, rất nhiều thứ để làm sao. Hay là thậm chí chúng ta dự trữ những cơ hội. Đấy, khi các bạn dự trữ các cơ hội thì có phải tự nhiên các bạn thành công không? Đấy thì các bạn chú ý về điều đó. Nên nói với câu chuyện tỷ giá một vài phần là như vậy. Mình cũng hy vọng rằng tỷ giá sẽ sớm được hạ trở lại. Và nhất là Fed hạ thì tất cả nền kinh tế của thế giới cũng được một phần nào đó. Nhưng mà chúng ta
đọc mấy cái con số về vĩ mô cũng đang được được hỗ trợ rất là nhiều về công ăn việc làm. Đấy, thì hy vọng là như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.